Kính thưa quý vị và các bạn, dự báo từ ngày mai ngày 27 tháng 6 trở đi, mưa sẽ giảm dần. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ khá mát mẻ trong những ngày tới, dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Từ ngày 28 tháng 6 trở đi, toàn khu vực Bắc Bộ nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Rãnh áp thấp bị nén cũng sẽ tác động đến các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa vào đến Nghệ An. Dự báo từ ngày mai ngày 27 tháng 6, mưa cũng sẽ giảm dần. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 27 tháng 6. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, ở phía Bắc có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.